từ một nhà toán học nổi tiếng, James Harris Simon đã chuyển sang lĩnh vực tài chính và gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Bước chân vào lĩnh vực đầu tư bằng bản lĩnh và trí tuệ siêu việt của một thiên tài toán học, ông đã trở thành nhà phân tích định lượng nổi tiếng nhất thế giới với khối tài sản lên đến hàng tỷ đô. Tỷ suất lợi nhuận mà quỹ đầu tư của ông mang về mỗi năm khiến những nhà đầu tư sừng sỏ khác cũng phải nể phục. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về James Harris Simon, tiến sĩ toán học trở thành nhà đầu tư bí ẩn nhất phố Wall. Rời bỏ con đường học thuật để theo con đường tài chính. James Harris Simon sinh ngày 25 tháng 4 năm 1938 trong một gia đình Do Thái ở Brooklyn, Massachusetts của Mỹ. Năm 14 tuổi, trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh, ông làm thuê cho một cửa hàng cung cấp vật dụng làm vườn. Ban đầu, công việc của ông là quản lý kho hàng hóa, nhưng nhanh chóng bị hạ cấp xuống làm nhân viên lau dọn, quét sàn do tính đản trí của mình. Ông thường xuyên quên vị trí của các món đồ. Cuối kỳ nghỉ, ông thôi việc tại cửa hàng. Ông chủ khi đó vô cùng ngạc nhiên, khó tin khi cậu nhân viên hay quên của mình tuyên bố rằng muốn được học ngành toán tại Học viện Công nghệ Massachusetts MIT danh giá. James Harris Simon đã chứng minh mình nói được làm được. Điểm thi xuất sắc cùng với thư giới thiệu của giáo viên trường trung học phổ thông đã giúp ông trở thành sinh viên của ngôi trường uy tín. Ông tốt nghiệp MIT sau 3 năm và mất thêm 3 năm sau đó để nhận bằng tiến sĩ của trường học Berkeley, California. Chính tại Berkeley, ông đã gặp gỡ với thần đồng toán học Trung Quốc, tiến sĩ Chern. Bộ đôi cùng nhau nghiên cứu tạo nên một bước đột phá lớn trong lý thuyết trường lượng tử 3 chiều bằng việc xây dựng cụ thể một dạng vi phân đặc biệt. Cống hiến đó hiện nay được gọi là thuyết Chern-Simon. Hoàn thành việc học và nghiên cứu ở Berkeley, ông quay trở lại Massachusetts dạy toán tại MIT, sau đó là Harvard. Năm 1964, ông làm việc tại Viện Phân tích Quốc phòng, giúp giải mã và truy lùng các mối đe dọa quân sự tiềm năng cho Cục An ninh Quốc gia. Năm 1968, ông chuyển tới Stony Brook làm trưởng khoa toán. Năm 1976, ông thắng Oswald Veblen Prize, giải thưởng danh giá nhất về lĩnh vực hình học của Hiệp hội Toán học Mỹ. Mặc dù đã đạt được những thành tựu lớn trong lĩnh vực toán học và giảng dạy, James Harris Simon quyết định theo đuổi sự nghiệp tài chính. Ông rời bỏ con đường học thuật và bắt đầu công việc đầu tư với nhiều ứng dụng từ chính những nghiên cứu toán học trước đây của mình. Thật đáng kinh ngạc khi chứng kiến một nhà toán học nổi tiếng lại chuyển hướng và đạt được những thành tựu lớn như vậy trong ngành tài chính. Giáo sư Edward Witten tại Viện Nghiên cứu Nâng cao Princeton, một cộng sự trong khoa học của Simon, đã từng nhận xét như thế. Năm 1978, ông xây dựng quỹ đầu tư Mon Matrix, tiền thân của công ty cực kỳ thành công sau này. Ban đầu James không nghĩ tới việc sử dụng toán học vào công việc kinh doanh. Tuy nhiên, qua thời gian, ông nhận ra các mô hình, thuật toán quản lý có thể hỗ trợ đắc lực cho việc phân tích dữ liệu. Tư duy đổi mới của ông thay đổi hoàn toàn bức tranh đầu tư của thị trường tài chính khi đó. Ông đã tuyển chọn rất nhiều lập trình viên, chuyên gia vật lý, xử lý tín hiệu, thống kê và tất nhiên không thể thiếu các nhà toán học. Phố Wall vốn tưởng chỉ dành cho những người làm nghiên cứu về tài chính, nay có thêm sự xuất hiện của những người được cho là ngoại đạo, chưa hề có kinh nghiệm về thị trường tài chính. Thế nhưng, đây lại chính là bí quyết thành công của James Harris Simon. James cùng các cộng sự thu thập các số liệu tài chính và sử dụng các công thức toán học cực kỳ phức tạp để phân tích, đưa ra dự đoán, tiến hành giao dịch trên thị trường thế giới. Môi trường làm việc tốt và những cộng sự thông minh có thể giúp bạn đạt được những thành tựu lớn, Simon chia sẻ. James được mệnh danh là Quant King, ông vua định lượng, đại diện thành công nhất của những nhà phân tích định lượng sử dụng toán học cao cấp trong lĩnh vực tài chính. Tạp chí Financial Times năm 2006 còn gọi ông là tỷ phú thông minh nhất trên thế giới. Thành lập quỹ Renaissance Technologies Medallion. Cách phố Wall 6 dặm về phía đông, trên mảnh đất có hình dáng giống như một cái đuôi của con cá voi, ngăn cách giữa eo biển đảo dài Long Island Sound và vịnh Conscience, có một khu được gọi là Old Field với những căn biệt thự trị giá hàng triệu đô kính cổng cao tường. Những người dân địa phương còn có một tên gọi khác cho vùng này, đó là Renaissance Riviera. Nguyên nhân là vì những cư dân giàu có nhất của vùng ven biển này đều là nhà khoa học, đang làm việc cho Renaissance Technologies, quỹ đầu tư đặt trụ sở ở gần East Setauket. Họ là những người tạo nên và quản lý Renaissance Technologies Medallion Fund, quỹ được coi là chiếc máy in tiền vĩ đại nhất của thế giới. Medallion chỉ mở cửa chào đón gần 300 nhân viên của Renaissance, 90 trong số đó là tiến sĩ và một vài cá nhân có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Năm 1982, Simon thành lập Renaissance Technologies, một quỹ đầu tư khởi nguồn tại New York và quản lý nguồn vốn khổng lồ vào thời điểm đó, trên 20 tỷ đô la.
Nói đến các quỹ đầu tư thành công, người ta thường nghĩ tới nơi tập trung của những chuyên gia tài chính có hàng chục năm kinh nghiệm trong nghề với khả năng phân tích và dự báo có độ chính xác cao. Vậy mà có một quỹ đầu cơ với tổng lợi nhuận đạt được hơn 55 tỷ đô trong vòng gần 30 năm qua lại toàn gồm những chuyên gia ngành toán học. Đặc biệt, tổng lợi nhuận của quỹ mang lại còn cao hơn so với các quỹ đầu cơ của những tỷ phú nổi tiếng như George Soros hay là Ray Dalio, dù quản lý khối tài sản ít hơn và thời gian đầu tư thì cũng ngắn hơn. Ban đầu, Simons mua và bán các loại hàng hóa, chủ yếu dựa vào những yếu tố cơ bản như cung và cầu. Tuy nhiên, ông cảm thấy là cách làm này chưa ổn và đã quay trở lại mạng lưới các nhà toán học và chuyên gia giải mã để mà tìm người hỗ trợ. Elwin, Berkeley Camp và Leonard Baum, những đồng nghiệp cũ tại phòng giải mã cùng với các giáo sư như là Henry Laufer và James X của Stony Brook đã giúp sức. Trong cuộc phỏng vấn năm 2015 cùng với Numberfield, Simons đã nói rằng họ đã dần xây dựng các mô hình với niềm tin có thể dùng số liệu thống kê để dự đoán giá. Thông thường, những mô hình này sẽ rơi vào một trong hai trường phái dựa theo xu hướng hoặc đảo ngược về giá trị trung bình. Hệ thống của Renaissance đi theo cả hai. Năm đầu tiên là 1988, quỹ tăng trưởng 8,8%, giảm 4,1% trong năm sau đó. Tuy nhiên, năm 1990, sau khi tập trung vào những giao dịch có kỳ hạn ngắn hơn, Medallion đã có lợi suất lên tới 56%. Đến đầu những năm 1990, mức lợi suất cao trở thành điều thường thấy ở Renaissance, 39,4%, 34% và 39,1%. Các nhà đầu tư háo hức đến với Medallion, nhưng đến năm 1993, quỹ ngừng chấp nhận tiền góp vốn mới, mức phí cũng tăng lên từ 20% lợi nhuận lên 44%. Renaissance đã dành khá nhiều thời gian cho công việc thu thập, phân tích và làm sạch số liệu. Ngoài ra thì các nhà nghiên cứu cũng tập trung thời gian để cải tiến chất lượng của hệ thống dịch vụ. Vì mô hình của họ hướng đến ngắn hạn nên họ dành rất nhiều thời gian để phân tích về chi phí vận hành cũng như tác động của giao dịch đến thị trường. Công việc mà theo các nhà phân tích định lượng cho rằng nó khá khó khăn. Bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của Team Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Cổ máy kiếm tiền bí ẩn nhất phố Wall. Nếu quỹ đầu tư Berkshire Hathaway của Warren Buffett nổi tiếng với khả năng tạo ra mức sinh lời ổn định khoảng 20% một năm, thì đối với quỹ Renaissance Technologies Medallion, mức lợi nhuận ấy cũng chỉ xếp vào hàng xoàng. Trong suốt gần 30 năm hoạt động thì chỉ có 2 năm đầu, quỹ của ông có chút chệch choạc vì ban đầu ông Simons tham gia thị trường hàng hóa và dựa trên phương pháp phân tích cơ bản. Nhưng từ khi chuyển sang phát triển mô hình giải mã và các thuật toán để xây dựng hệ thống phân tích cho mình, thì mức sinh lời thấp nhất của quỹ là 21,2%. Thậm chí có những năm quỹ này còn đạt mức sinh lợi gần 100%. Các chuyên gia đã ước tính rằng nếu bỏ 1.000 đô la vào quỹ vào năm 1998, thì đến giữa năm 2016, số tiền này sẽ lên tới con số là 13.830.598 đô la, tức là tăng gấp 13.830 lần, tương đương với tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng 40%. Đáng chú ý là trong 2 năm 2007 và 2008, khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu lan rộng khắp thế giới, nhiều doanh nghiệp và ngân hàng phá sản, nhiều quỹ đầu tư lỗ lên tới hơn 50% và phải đóng cửa, thì quỹ Renaissance Technologies Medallion của James Simons lại đạt mức lợi nhuận khủng khiếp lần lượt là 85,9% và 98,2%. Quỹ đầu cơ của ông hiện tại thu 5% phí cố định và 44% lợi nhuận, cao nhất trên thế giới. Mặc dù kêu ca về mức phí đắt đỏ, nhưng rất nhiều nhà đầu tư vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra vì tỷ suất sinh lời quá tốt của quỹ này. Thông thường các quỹ đầu cơ sẽ có tỷ suất lợi nhuận lớn, nhưng đi kèm rủi ro cao hơn, do đó mức lợi nhuận qua các năm sẽ không ổn định. Các nhà đầu tư coi mức lợi nhuận của quỹ đầu cơ mang tính chụp giật và thường không thể duy trì ổn định qua giai đoạn 5 năm. Thậm chí là rất ít quỹ đầu cơ có thể sống sót khi trải qua bài test chu kỳ kinh tế 10 năm. Tuy nhiên, Renaissance Technologies Medallion lại là một câu chuyện khác. Mặc dù tỷ suất sinh lời có biến động tương đối lớn, nhưng mức sàn lợi nhuận luôn duy trì trên 20% và xác suất thua lỗ theo chu kỳ 5 năm của quỹ chỉ là 0,5%. Với mức sinh lời cực cao, rủi ro thấp và thời gian tồn tại đủ lâu trên thị trường, khiến các nhà đầu tư phố Wall phải công nhận và luôn tò mò về phương pháp kiếm tiền siêu đẳng của James Simons. Tuy vậy, điều này vẫn là một ẩn số trong một thời gian dài. Trong gần 30 năm điều hành quỹ đầu tư, Simons sử dụng các thuật toán để mà phân tích các thị trường giao dịch. Trong đó, nhiều phần được làm tự động. Simons đề ra tiêu chí để tuyển dụng là những người có năng lực đã được thừa nhận về nghiên cứu khoa học để thực hiện các mô hình toán học về những thị trường mà quỹ đầu tư. Rất nhiều nhân sự của hãng này bước thẳng từ phòng nghiên cứu của các hãng công nghệ như IBM hay Dell sang quỹ mà chưa hề có kinh nghiệm về thị trường tài chính.
bí mật kinh doanh dần hé lộ. Bí quyết thành công của quỹ Renaissance Technologies Medallion khiến rất nhiều nhà đầu tư tò mò. Tuy vậy, ông hiếm khi tiết lộ thông tin với báo giới và những nhân viên được lệnh cấm thảo luận về hệ thống làm việc tối mật trong công ty. Bản thân James Simons cũng từng nói rằng, bí mật hoạt động trong quỹ của tôi thậm chí còn lớn hơn bí mật hoạt động ở nơi mà tôi từng làm việc cho chính phủ, ám chỉ Bộ Quốc phòng. Sau một thời gian tìm hiểu, nhiều chuyên gia kết luận rằng nền tảng công nghệ phân tích kỹ thuật của quỹ đóng vai trò chủ chốt, đơn giản vì phần lớn các nhân viên của quỹ trước đây đều là những nhà khoa học về toán học, vật lý, và rõ ràng kiến thức tài chính khá là hạn chế nên không thể dựa vào phân tích cơ bản. Họ cho rằng Renaissance Technologies sở hữu những cỗ máy tính cực kỳ hiện đại và có thể tính toán các thuật toán phức tạp do Simons lập trình. Ngoài ra, khả năng thu thập và sàng lọc dữ liệu tốt hơn cũng là một lợi thế trước khi đưa dữ liệu vào mô hình phân tích và đưa ra quyết định. Trước đây, nhiều nhà đầu tư hỏi rằng liệu quỹ Renaissance Technologies Medallion có thể duy trì lợi nhuận cao chót vót trong tương lai hay không? Họ sẽ chỉ nhận được câu trả lời, chúng tôi chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Trong thế giới tài chính hiện đại, việc nhanh chậm một phần giây khi đưa ra quyết định, đặt lệnh là vô cùng quan trọng. Nhiều công ty thậm chí đã bỏ ra hàng triệu đô chỉ để xây dựng đường truyền tín hiệu giúp việc đặt lệnh nhanh hơn vài mili giây. Do đó, với việc sở hữu những mô hình chỉ báo định lượng giúp đi trước thị trường dù chỉ một bước, thì lợi nhuận tạo ra sẽ vô cùng khủng khiếp. Nhưng có nhiều người tin rằng chẳng có mô hình hay là chỉ báo nào có thể thành công mãi mãi trên thị trường. Họ tự hỏi liệu bí quyết thành công của Renaissance sẽ kéo dài bao lâu. Tuy vậy, hiện tại thì dù Simon đã nghỉ hưu, cỗ máy in tiền này vẫn hoạt động trơn tru. Kể cả trong nửa đầu năm 2016, trong khi nhiều quỹ đầu cơ chật vật, Renaissance Technologies Medallion vẫn có những lợi suất hơn 20%. Tỷ phú phố Wall không quên con đường học thuật. Qua những giao dịch, Simon đã học được một điều trên thị trường, đó là đám đông điên loạn thường sẽ phi lý trí, và khi họ bị cảm xúc lấn át rồi, đó sẽ là lúc họ luôn luôn phạm phải sai lầm. Ông cũng nói rằng sự thông minh mà bạn có được nếu mà không rèn luyện học hỏi mà đem đó đi chiến đấu với thị trường ngay tức khắc thì sẽ là một điều vô cùng sai lầm. Bạn quá tự tin khi vào lệnh, bạn đặt bạn vào rủi ro vì cái tôi của mình và chắc chắn bạn sẽ tiếp tục mất tiền. Đừng quá tự tin, hãy chăm chỉ học hỏi, rèn luyện kiên trì sẽ có ngày thành công. Năm 2015, ông xếp thứ 67 trong bảng xếp hạng của các tỷ phú thế giới và thứ 32 bảng xếp hạng tỷ phú Mỹ của tạp chí Forbes. Cũng theo Forbes, ông chủ của Renaissance Technologies là nhà kinh doanh quản lý quỹ đầu cơ có thu nhập cao thứ hai thế giới với 1,67 tỷ đô. Tính đến ngày 15 tháng 2 năm 2016, tổng giá trị tài sản ròng của cá nhân ông đã lên tới 15,5 tỷ đô. Không chỉ là một tỷ phú giàu có với những chiến lược kinh doanh, đầu tư thông minh, James Harris Simons còn được biết đến bởi sự hào phóng và hết mình cho sự phát triển của khoa học và toán học. Năm 1994, ông cùng với vợ là bà Marilyn Simons thành lập quỹ Simons, Simons Foundation, hỗ trợ cho các nghiên cứu khoa học, giáo dục và sức khỏe. Ông cũng có nhiều hoạt động từ thiện khác trên danh nghĩa hai người con trai quá cố của mình. Vào năm 2009, thì ông quyết định nghỉ hưu và dành toàn bộ thời gian cho công tác từ thiện. Đến hiện tại, thì ông đã góp hơn 1 tỷ đô cho quỹ Simon. Ngoài ra, ông còn thành lập một quỹ để khuyến khích và hỗ trợ cho giáo viên khoa học, toán học có thể nâng cao được chất lượng giảng dạy cũng như nâng cao năng lực của bản thân. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!